Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 5 của nội dung giải các bài toán ôn thi giữa học kỳ 1 dành cho các bạn lớp 11. Thì đến với phần 5 này chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu 61 là cho tứ diện ABCD gọi MN lần lượt là các điểm trên AB và AD sao cho M N cách BD tại Y. Thì hỏi cái điểm Y này không thuộc cái mặt phẳng nào sau đây. Thì đầu tiên câu A là ACD. ACD. Thì ngay câu A này ta thấy là Y nó không thuộc rồi đúng không? Ta chọn câu A. Còn các câu phía sau tại sao nó thuộc thì chúng ta giải thích kỹ hơn nhé. Thì giờ BCD Y thuộc gì? BD đúng không? Y thuộc đường thẳng BD nên suy ra nó sẽ thuộc cái mặt phẳng BCD được chưa? Rồi, còn cái mặt phẳng ABD, ABD thì nó cũng là chứa chứa BD này thì Y cũng thuộc BD. Còn CMN, CMN. CMN thì nó hơi hơi khó hơn một xíu đúng không? Nhưng mà các bạn thấy nè, MN đúng không? Y thuộc MN. Nên là Y cũng sẽ thuộc cái mặt phẳng CMN, được chưa? Rồi tiếp theo, ta qua câu 62, cho hình chóp SABCD có đáy là một cái tứ giác. Anh nghĩ có đáy là một cái tứ giác. Thì bây giờ, hoặc là đề nó hơi thiếu, là một tứ, là một hình thang đi ha. Anh cứ vẽ nó là một cái hình bình hành đi. Một tứ giác. S, A, B, C, D. AC giao với BD. Rồi. Giao hai đường chéo đúng không? Là tại điểm M nè. AB giao với CD. AB giao với CD. Rồi. Vậy là tứ giác này không phải hình bình hành rồi. Đấy, nó có giao mà đúng không? Nó có giao thì chắc chắn là cái đáy lớn và đáy bé tại điểm N. Và người ta hỏi là giao tuyến của mặt phẳng SAC, SAC và SBD là ở đâu? Thì đây ta thấy ngay nó là cái thằng SM này này, được chưa? Nên ta chọn ngay là câu A luôn. Còn cái điểm N này anh nghĩ là để đánh lạc hướng các bạn, được chưa nào? Rồi, ta chuyển qua câu 63. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Rồi, đây thì cái đề nó rõ ràng rồi. Có đáy là hình bình hành. Gọi CD chéo với tất cả các cạnh nào của hình trước. Hỏi cạnh CD nhé. Rồi ta cứ vẽ cái tứ giác này ra, được chưa? Rồi CD đây, được không nào? CD chéo với các cạnh nào? SA và AB. SA và AB. Rồi AB là nó song song đúng không? SA và SB. SA và SB. Nghe chừng có vẻ hợp lý. Còn đây lại có AB này thì ta loại rồi, đúng không? Song song. Đây nó hỏi chéo mà. Còn mà FB và AD, FB và AD, AD thì nó cắt tại D rồi thì nó không phải rồi. Vậy chắc chắn là câu B, FA và SB. Câu 64 cho hình chóp và SAB có MN lần lượt là trung điểm của SA và SB đúng không? M, N, rồi. Khẳng định nào sau đây là đúng? MN song song với cái mặt phẳng ABCD. À, mặt phẳng ABC thì các bạn thấy nè. MN là đường trung bình đúng không? Nó là trung điểm. MN lần lượt là trung điểm nên suy ra MN là đường trung bình. Vậy MN song song với AB. Mà suy ra thì MN cũng sẽ song song với cái mặt phẳng ABC.
Được chưa? Vậy câu A là câu đúng luôn. Rồi, vậy những câu còn lại là nó sai rồi đấy. Được chưa? Các bạn có thể tự kiểm tra lại. Tiếp theo tôi qua câu 65. Cho tứ diện ABC gọi MN lần lượt là trung điểm. Rồi, thì cái này anh sửa lại một xíu rồi. A, B, C, D, AB và AC. Rồi đường thẳng MN song song với mặt phẳng nào? Rồi nãy chúng ta vừa làm xong đúng không? MN song song với BC, bây giờ là BC rồi. Nên suy ra MN sẽ song song với gì? Song song với mặt phẳng nào? BCD đúng không? Vậy đáp án đúng là câu câu C. Hai câu này khá là né nhau. Rồi ta chuyển qua câu 66. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Rồi các bạn vẽ cái hình ra nhé. SABCD có đáy là hình bình hạnh. Rồi, cái này anh vẽ nó hơi lỗi rồi. Đó, các bạn vẽ đứng cái hình bình hạnh lên được chưa? Thì nó cái nét nó không bị đè lên nhau. Thì ta sẽ dễ quan sát cái hình học hơn. EZ lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB. Rồi, vậy thì anh kẻ cái đường trung tuyến đây. M là trung điểm đi ha. À, ở đây nó cho M rồi. Thì ta lấy điểm Y. Thì đây là Y này. À, có Y luôn. Điểm K nhé. YZ, Z lần lượt là SAD. SAD là phía trong. Cái tam giác phía trong này đây. Đây, anh lấy điểm N. Đây là điểm Z nhé. M là trung điểm của CD. Rồi đây là điểm M. Là hình bình hành, đúng chưa? Chọn mệnh đề đúng. EZ sẽ song song với cái đường thẳng nào? Thì các bạn thấy này, EZ các bạn xét cái mặt phẳng SKN đúng không? SKN. Thì các bạn thấy EZ sẽ song song với KN. Đó tại vì KI thì bằng 2 bằng 1/3 lần SK tính chất đường trung tuyến. Còn NI đúng không? NZ thì bằng 1/3 lần SN. Được chưa? Nên nó có cái tỷ số bằng nhau, vậy là nó song song với cái mặt nó song song với KN. Đó, EZ. EZ song song với KN. Bây giờ ta tìm mặt phẳng chứa KN thôi. SCD, SCD thì không chứa rồi, đúng chưa? Rồi, còn mặt phẳng nào nữa nào? SBM, SBM thì không không hợp lý rồi. Y SBD, SBD, rồi SBD có vẻ đúng này. Tại vì sao? Tại vì cái KN này này nó lại song song với BD, được không? Tại vì K là trung điểm, N cũng là trung điểm của AD nên suy ra KN là đường trung bình, được chưa? Đường trung bình của cái tam giác ABD nên suy ra là nó song song. Vậy thì theo tính chất bắc cầu là EZ đúng không? Sẽ song song với BD. Đó mà cái thì nó sẽ song song với cái mặt phẳng đó mà có chứa BD. Vậy câu C là đáp án đúng. Rồi giờ ta chuyển qua câu 67. Cho tứ diện ABCD gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Giờ anh vẽ hình nha. Cho tứ diện nè. Đó. A, B,
CD. M là một, G là trọng tâm tam giác ABD. Rồi đây. G đây. M là một điểm trên cạnh BC sao cho MB bằng 2 lần MC. MB bằng 2 lần MC, vậy ta chia đoạn này làm 3 này, M đây này. Được chưa? MB bằng 2 lần MC. Rồi tiếp theo ta có gì nào? Khẳng định nào sau đây là đúng? Và về MG đúng không? MG. Rồi các bạn thấy đây. MG đúng không? G là trọng tâm nên suy ra cái điểm N này là trung điểm. Đó. Giờ người ta bảo là gì? MG song song với cái mặt phẳng nào? BCD. BCD. Rồi nghe là thấy sai rồi, đúng không? Tại vì nó có cái cách tại cái điểm M này này, sao nó song song được, được chưa? MG song song với ABD. ABD là sai, tại nó cái giao nhau tại cái điểm MG đây. MG song song với ACD. Rồi, ta cứ tạm thời ta để đây ha. MG song song với ABC. ABC. Rồi, giờ giải thích tại sao câu này sai này. Câu C sai này, ACD đúng không? Vậy thì cái hình chiếu của cái MG lên lên cái mặt phẳng, cái mặt phẳng BCD đây là MN đây đúng không? BN thì bằng 1 phần 2 BD, mà BM thì lại bằng 2 phần 3 của BC, nên suy ra cái tỷ số này này, suy ra MN nó sẽ không song song với cái đường nào? CD. Nó không song song với CD vì chắc chắn là nó không không song song với mặt phẳng ACD đó, có chứa CD, được chưa? Rồi vậy thì ra đáp án đúng là câu D đó, MG sẽ song song với cái mặt phẳng ABC, được chưa? Đó các bạn, để giải thích tại sao nó đúng này, đây anh kẻ cái mặt đường này xuống đúng chưa, thì các bạn thấy là MG đúng không? MG nó sẽ song song với cái mặt phẳng ABC. À đây anh có một chút nhầm lẫn ở cái câu, cái đáp án ở cái câu 67 này. Các bạn kiểm tra lại nhé. MG và cái mặt song song với mặt phẳng ABC ấy, thì các bạn thấy là MG nó cách cái ABC này tại cái điểm điểm M đúng không? Thì làm sao nó song song được? Rồi, các bạn sửa lại cho anh một xíu nha. Ở đây là ta có gì? Ở đây các bạn vẽ thêm một cái đường thẳng đúng không? BG ra, được chưa? Thì các bạn thấy đây cũng là trung điểm luôn này, được không? Tại G là trọng tâm. Đây là điểm F đi, đúng chưa? Thì ta có gì? CF đúng không? CF. Đây anh có CF. Cái mặt phẳng BCF. Đây các bạn xét cái mặt phẳng BCF ha. Thì các bạn thấy này, MC thì sẽ bằng 1 phần 3 BC. Còn GF đúng không? GF bằng 1 phần 3 BF. Đó, tính chất trọng tâm. Vậy các bạn thấy tỷ số nó bằng nhau. Vậy suy ra là gì? MG sẽ song song với CF, mà CF thì lại thuộc cái mặt phẳng gì? ACD đúng chưa? Nên suy ra MG sẽ song song với cái mặt phẳng ACD. Đó, nãy là anh bị nhầm lẫn ở cái tỷ số của nó, được chưa? Rồi bây giờ ta chuyển qua câu 68. Ở câu 68 thì người ta cho cái hình chóp SABCD. Đó. Thì ta cứ vẽ một cái đáy là cái hình tứ giác thôi, đúng chưa? Không đặc biệt gì cả. Rồi Y là trung điểm của SC.
Đây, y đây. Giao điểm của AI và mặt phẳng SBD. Rồi, đây, AI đây. Thì ta phải tìm hình chiếu của AI. Hình chiếu của AI á, chính là cái đường AC giao với D đây. Đó, thì ta nối. Đây là điểm O đúng không? Thì đây chính là giao điểm này. Được không? Rồi, nhìn nha. Nó chính là cái điểm N với O là giao điểm của AC. Đó. Và B, BD. AC và BD. Rồi. Và cái điểm là giao điểm đó, nó chính là của SO và AI. Đúng không? Giờ ta cứ tìm SO và AI. Thì ta thấy ở câu B này. Nó giao nhau tại điểm M đúng không? Với O là giao điểm của AC và BD. Rồi, và M là giao điểm của SO và AI. Đây, về câu hợp lý là câu B đây. Tiếp theo là câu 69. Cho tứ diện ABCD mà N lần lượt theo thứ tự là trung điểm. Đó. Vẽ cái tứ diện ra nè. ABCD MN lần lượt của AB và AC. Mặt phẳng alpha đi qua MN cách tứ diện theo một cái thiết diện là đa giác T. Thì khẳng định nào sau đây là đúng? Nếu mà nó song song đúng không? Nếu cái thiết diện nó song song thì nó sẽ cắt ra một cái hình tam giác này, đúng không? Còn nếu thiết diện mà nó xéo như thế này. Đây. Đó, nó xéo như vậy thì nó sẽ ra một cái hình, được chưa? Nó ra một cái hình tứ giác đúng không? Rồi, mà tứ giác này có một cái đặc biệt là MN nó lại song song với BC, nên suy ra tứ giác này á nó sẽ là một cái hình thang, được chưa? Tam giác hoặc là hình thang đó. Vậy câu đúng là câu C. Rồi câu cuối cùng. Cho hình chóp tứ giác SABCD. Rồi các bạn vẽ cái hình ra ha. O là giao điểm của AC và BD. Một mặt phẳng alpha cắt các cạnh bên. Rồi. Cắt các cạnh bên. Tại M, N, B và Q. Khẳng định nào sau đây là đúng? Rồi. M, N, B và SO. Đây. SO kẻ xuống. Vậy. Nó là giao điểm của thằng M. Các bạn dự đoán nhé, nó sẽ là giao điểm của thằng MB này. Và NQ đúng không? Đấy. Tức là ba cái đường này nó sẽ đồng quy tại một cái điểm. Vậy thì ta tìm cái đáp án là có MB này, NQ này và SO nó sẽ đồng quy. Đó, ta sẽ dự đoán được. Hiểu chưa? Rồi còn MQ đấy, BQ và SO thì chắc chắn nó không thể nào đồng quy được rồi. Hai cái này nó giao nhau tại quy mà. Còn cái này SO thì nó chẳng liên quan gì cả. Được không? Rồi, vậy là kết thúc câu 70. Là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.